Tại một số trường học, khi mà lịch học kéo dài cả ngày, thì sinh viên sẽ phải tìm một góc nào đó để nghỉ trưa, hoặc là tụ tập ở hành lang. Điều này khiến cho sinh viên không có được một giấc ngủ ngon, không đảm bảo sức khỏe hoặc là thường hay ngủ gục vào các tiết buổi chiều. Trước sự bất tiện này, thì một phòng ngủ chất lượng cao đã được xây dưới hầm xe, ra đời dành riêng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt ghế salon dài, phòng, thư viện, máy lạnh, wifi miễn phí. Phòng nghỉ cao cấp này là nơi học tập và nghỉ ngơi dành cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Với một số sinh viên ở trọ xa, từ khi có phòng nghỉ, các em không còn phải vất vả tìm chỗ nghỉ trưa trước khi bắt đầu tiết học ca chiều. Tới trưa thì chúng em thường về phòng trọ mà nghỉ. Một tí tới giờ học kế tiếp thì phải từ phòng trọ đây rất là bất tiện. Vì vậy trong trường ít chỗ nào mà sẽ nghỉ, có chỗ nghỉ chân. Mà khi dừng xây chỗ này thì thấy tốt hơn. Tụi em học bài này rồi xong có wifi để lướt web rồi ngủ nữa. Rồi nghỉ trưa thì ăn trưa ở ngoài trường rồi vào đây nghỉ trưa thì không có tốn tiền hoặc là đi bộ ra ngoài kia đỡ mất công hơn. Với diện tích 1.500 m², từ bãi xe tầng hầm, nhà trường đã cho quy hoạch lại thành phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi. Tại đây, sinh viên còn được sử dụng mì tôm, nước uống, quần áo và cả dịch vụ cắt tóc miễn phí. Tất cả trang thiết bị được tài trợ bởi các mạnh thường quân, giảng viên, cựu sinh viên. Rất là vui cũng như là được đóng góp phần nào cũng như là chia sẻ những bữa ăn hay là những công việc của mình cho đến cho các bạn khó. Thấy các bạn khó không có không gian để nghỉ trưa này, rồi không gian đọc sách có thể là ngồi ghế đá này hay là nằm hành lang, nên là thầy hiệu trưởng nghĩ là việc chăm sóc giấc ngủ và chỗ nghỉ cho các bạn là quan trọng. Từ đó là nảy ra ý tưởng này. Với mô hình thiết thực và ý nghĩa nhân văn mà nhà trường mang lại, đây không chỉ là góc học tập nghỉ ngơi mà còn là góc sẻ chia về vật chất và tinh thần hỗ trợ cho đời sống sinh viên.